Na ơi, hôm qua có chuyện gì mà bếp nhà cậu lại bị cháy thế? Ừ, đúng rồi. Tớ nghe nói là khói lên, còn khét lẹt, cả xóm mà dập mới được. Ôi, nghĩ đến hôm qua lại sợ. Tớ với cha vừa chạy đến thì thấy Na và thầy đồ mặt mũi đen xì, chạy ra ho sặc sụa. Na còn ôm mặt khóc nữa. Thế á? Thế rốt cuộc là nhà cậu làm sao mà bị cháy bếp vậy Na? Thật ra tất cả là do tớ. Tớ nướng khoai mà bất cẩn ham chơi, nên lửa cháy lan vào đống rơm góc bếp, rồi bùng lên lúc nào không biết. Cũng may là cha tớ kéo tớ chạy kịp. Chỉ tiếc là bếp bị cháy gần hết. Ôi thế á? Thầy đồ lại phải mất tiền sửa lại bếp rồi. Kiểu gì thầy chẳng mắng cậu một trận tơi bời. Phải đấy, nhà tớ giàu thế mà nếu tớ làm cháy bếp như Na, chắc cha cũng đánh tớ tít mông. Không, cha không mắng tớ, cũng không đánh tớ roi nào. Ố, thầy dạo này lại hiền thế à? Chắc là cậu lại bịa ra lý do nào đó để thoát tội đúng không? Chứ tớ không tin là thầy đồ lại không đánh, không mắng cậu. Cái bếp cháy to như thế cơ mà. Chuẩn, tớ cũng nghĩ thế. Các cậu đoán sai bét rồi. Dù hơi sợ, nhưng tớ vẫn chọn cách nói thật cho cha biết là do tớ nướng khoai. Ừ, thật đã. Thế mà thầy lại không mắng à? Độc lạ thầy đồ. Cha không mắng tớ thật mà. Thôi nào các cậu, Na nói như thế thì tớ nghĩ là thật đấy. Dù sao, nếu chúng mình có lỗi thì cũng nên dũng cảm nhận lỗi. Chứ tớ nghĩ càng cố giấu giếm thì lại càng sợ hơn ấy. Đúng đấy. Tối qua, tớ nói với cha là tớ nướng khoai cho hai cha con cùng ăn. Nhưng mà nóng quá nên tớ ra ngoài nhà chơi. Ai ngờ lại ngủ quên béng mất. Cha chỉ thở dài rồi bảo lần sau tớ cần phải cẩn thận hơn. Cũng may là hai cha con vẫn an toàn. Thôi thì của đi thay người. Ồ, đúng là thầy đồ có khác. Tớ biết là thầy tích tiền sửa bếp lắm đấy. Nhưng mà sự an toàn của hai cha con là trên hết. Ừ. Ồ, nếu là tớ á, tớ không dám kể sự thật đâu. Tớ sẽ đổ tội cho anh Nô, hoặc là đổ cho cái gì đó. Chứ cha mà biết tớ làm thì cứ gọi là no đòn. Cha cậu nóng tính làm sao bằng mẹ tớ. Nhưng mà nếu tớ là Na, chắc tớ cũng nói thật cho mẹ thôi. Chứ nói dối, tớ cứ thấy thế nào ấy. Thế nào là thế nào? Nói dối mà chót lọt được thì vui chẳng hết đấy chứ. Mình không bị cha mẹ mắng, lại chẳng phải chịu trách nhiệm gì. Mình cứ giả ngơ, không biết là xong. Ấy, người lớn tinh lắm. Trẻ con mình mà nói dối á, là bị phát hiện ngay. Mà kể cả là không bị phát hiện, thì tớ cũng tự mình thấy lo sợ ấy. Tớ nhớ á, có một lần tớ sang nhà bà ngoại chơi, rồi vô tình làm vỡ lọ hoa cổ rất quý của bà. Đúng lúc đấy con mèo chạy vào, tớ liền đổ ngay cho nó. Bà ngoại nhìn tớ hồi lâu, rồi lẳng lặng đi dọn mảnh vỡ. Thế á, rồi sao nữa? Rồi từ hôm đó, tớ không dám nhìn thẳng vào mắt bà nữa. Lúc nào tớ cũng lo bà phát hiện ra. Rồi bà sẽ kể cho cha mẹ tớ nghe, rồi mọi người sẽ biết là tớ là người nói dối. Cả tuần sau đấy, tớ luôn sống trong sự lo sợ, tội lỗi, đến nỗi mà bài kiểm tra cuối kỳ tớ còn không điểm cơ. À, có phải là kỳ học trước không? Có một dạo cậu đi học lúc nào cũng như người mất hồn ấy. Đúng rồi. Hóa ra là thế. Thế mà cậu chẳng kể gì cho các bạn nghe. Vì lúc đó tớ vẫn nghĩ là mình sẽ che giấu tới cùng mà. Thế rồi cuối cùng thì sao? Thì tớ không chịu được nên thú tội thật với bà chứ sao. Bà bảo không sao. Đấy là không may thôi. Bà còn khen tớ vì tớ đã nói thật với bà. Ôi, tiếc thế. Giá như cậu cứ giấu tiếp thì có phải là đỡ mang tiếng nói dối không? Càng nói dối thì mình càng lo sợ ấy. Nhưng nói ra được thì lại rất thanh thản, nhẹ lòng. Tớ chọn cách trung thực. Đúng, tớ cũng thế. Tớ cũng vậy. Trung thực là một đức tính tốt mà. Sao ơi, cha tớ dặn là chỉ nên trung thực tùy lúc thôi. Nếu giấu giếm được thì mình cứ giấu, hoặc đổ tội cho người yếu thế hơn. Dại gì mà nhận tội. Chính cha tớ cũng đầy lần đổ oan cho người khác rồi thoát tội đấy. Phú ông dạy cậu như thế có vẻ dạy hơi sai sai rồi. Cậu không được như thế đâu nhá. Cha dạy thì tớ phải nghe chứ. Chẳng nhẽ lại đi nghe cậu à? Nhưng mà trung thực vẫn tốt hơn chứ. Kệ tớ. Xoài ơi, Xoài. Cha. Chúng cháu chào phú ông ạ. Xoài, giờ cha đi có việc gấp. Thằng Nô lại sắp lên đồng rồi. Con về nhà trông cây hoa hồng quý cho cha. Mau lên. Ô cha, nhưng con đang định đi chơi bi. Bi mới biết cái gì. Về trông cây đã. Trông xong muốn đi đâu thì đi.
tớ lúc nữa nhá. Ừ, cậu cứ về đi, tí xong việc ra đây nhá. Chào ông ạ. Đây là giống hoa hồng quý cha mới mua. Khoảng nửa tháng nữa nó bung hoa ra, cha sẽ mang lên tặng cho quan huyện. Bây giờ con ở nhà trông nó cho cha, tuyệt đối không cho đứa nào đụng vào, nghe chưa? Vâng cha. Mà sao tự nhiên cha lại mang hoa tặng cho quan ạ? Có phải cha muốn xin lỗi quan vụ ăn chặn tiền công đức làng mình không ạ? Ê, con với cái mồm cứ bô bô ra. Cái chuyện ăn chặn công đức cha đã lo lót để đổ tội hết cho lão lý trưởng rồi, nên quan không biết được đâu. Nhân dịp này cha muốn đút lót quan tí quà để dễ được lên chức thôi. Kiểu gì lão lý trưởng kia chẳng bị về vườn. À, ra vậy ạ? Thôi, không nói chuyện nữa. Giờ con vào việc đi. Nhớ là phải ở đây canh cho cha, không được rời mắt một phút nào hết. Để ý mấy con mèo, con chó, cả mấy con chim đấy nhá. Ô cha, thế con muốn đi giải quyết thì sao ạ? Ui giời ơi, giải quyết thì giải quyết ngay ở đây. Tí thằng nô nó dọn. Chứ hoa quý mà để tơ hơ ra, con mà bị mất ngay. Thế sao cha không để nó trong nhà ấy? Cha để ngoài sân làm gì? Để trong nhà, cây hoa không được đón nắng đón gió, rồi nó buồn, nó chết thì sao? À, vâng vâng. Mùi thơm quá. Nóng quá, mà không biết bao giờ cha mới về chứ. Biến đi. Ê, cái gì đây? Cái con chó nhà bà Tư cứ hơi tí là sủa loạn lên như bị điên ấy. Im ngay đi. Ông, cái con ong chết tiệt này, hãy xem đây. Hay da. Lại một con nữa. Chúng mày thấy hoa thơm nên đến hút mật phải không? Hãy đợi đấy. Kiểu gì chẳng biết ngay là mình nói dối. Phải làm sao bây giờ? À, nghĩ ra rồi. Đúng là kế hoạch hoàn hảo. Chỉ cần lấy một viên ngói khuất trong góc bếp này, bù vào chỗ vỡ kia, cha có mà thấy bằng mắt. À, đau quá. Tôi chết rồi. Lại làm vỡ một viên nữa. Lần này thì toi hẳn rồi. Tất cả là tại mấy con ong chết tiệt. Đau chân quá. Mình phải quét hết mấy cái mảnh này cho ra vườn mới được. Về cha hỏi, mình sẽ đổ tội cho anh Tèo. Trong xóm cha ghét nhất là anh ấy. Kiểu gì cha cũng tin sái cổ. Thế là mình thoát tội. Rồi, may mà mình nhanh trí. Tôi chết rồi. Hoa hồng của cha. Ta về rồi. Mấy đứa đi cùng thằng Xoài thì nhớ là về đúng giờ nhá. Vâng ạ. Hoa hồng của ta. Ôi trời ơi, Xoài, con trông kiểu gì mà nó lại nát bét thế này hả? Con không biết. Nãy nhà mình có trộm, có trộm nên con đánh người ta. Hả? Trộm nào? Ôi trời ơi, đứa nào cả gan dám trộm hoa hồng quý của ta, 15 đồng bạc của ta. Thằng trộm nó cao to lắm cha. Nó đánh trận con sưng như này. Ui giời ạ, sưng hết rồi. Mà điêu, nhà phú ông thì ai dám trộm giữa ban ngày ban mặt chứ. Mà mảnh vỡ gì đây?
con mang chổi ra đây làm gì? Con thấy sân bẩn nên con quét sân ạ. Dạ ạ, cháu biết xảy ra chuyện gì rồi ông ạ. Thế à, chuyện gì? Nói mau ta nghe. Cháu đoán là có ai đó làm vỡ một tấm ngói trên mái nhà, sau đó mảnh vỡ rơi xuống và người đó vừa lấy chổi quét sạch đi để trốn tội. Xoài, có phải thế không? Anh Tèo hàng xóm làm vỡ đấy ạ. Anh ấy còn đánh con nữa, cha phải mắng anh ấy một trận. Thằng Tèo nay đi về quê ngoại rồi, cha gặp nó đi khỏi nhà từ sáng. Mà lúc con bảo là có trộm, lúc lại bảo là thằng Tèo. Rốt cuộc là có chuyện gì? Con... Mà đây có phải là dây thun bắn chim của con không? Sao mặt con lại xám xịt thế kia? Vâng. Ôi, mấy con ong này, cứ thấy hoa thơm là xà xuống, phải lấy dây chun bắn thì mới hết được ông ạ. Xoài, có phải chính con đã lấy dây thun bắn con ong rồi vô tình làm rơi mảnh vỡ kia không? Con cũng chính là người làm hỏng cây hoa của ta. Nói, không nói thật, ta đánh đòn. Dạ vâng, chính là con ạ. Con với cái, có mỗi ở nhà trông cây hoa hồng thôi mà cũng không xong, toàn làm mất công mất việc của cha, càng ngày càng hư. Phú ông cứ bình tĩnh ạ. Xoài, cậu kể đầu đuôi câu chuyện xem thế nào, tớ biết là cậu không cố ý mà. Thưa cha, chuyện là... Cậu làm thế để làm gì chứ? Rồi cuối cùng lại ra nông nỗi này. Đúng là chuyện bé xé ra to. Xoài ơi, lỗi của cậu ban đầu chỉ là vô tình, là một lỗi nhỏ thôi. Nhưng vì cậu cứ muốn che giấu nó, nên cậu lại gây ra nhiều lỗi lầm lớn hơn đấy. Hỏng rồi. Con làm sai lại còn đổ tội cho người khác. Hôm nay cha phải phạt con nhịn cơm, nghe chưa? Thì con làm theo lời cha dặn mà. Cha bảo mình gây ra lỗi lầm gì thì phải đổ tội cho người khác, thế mới không bị phạt. Như vụ cha đổ tội cho cụ Lý ấy. Còn dám nói linh tinh vớ vẩn gì đấy. Ta phải cho con một trận. Ý cha ơi, không phải tại con. Đứng lại. Không phải tại con mà. Bài kiểm tra lần này của các trò khá tốt, đặc biệt là trò Xoài đã có điểm số khá cao, tuy nhiên vẫn còn kém Hồng Xiêm một điểm. Úi giời ơi, lại thua thằng Hồng Xiêm, chỉ tại cái câu củ chuối nó đây mà. Chà ơi là chà, tại cha ấy, hỏi dò đề bài của thầy mà thiếu mất một câu. Thì người ta chỉ cho có thế thôi, còn một câu con phải tự mà vận động chứ, còn trách ta. Nhưng mà con không muốn thua thằng Hồng Xiêm. Thế thì phải cố lên, ta không giúp nữa đâu. Được voi lại đòi hai bà Trưng, chán chà. Hôm nay học tới đây thôi, giờ thầy sẽ cho các trò chơi một trò chơi mà sẽ rất có ích cho sức khỏe. Các trò đoán được là trò gì không nào? Có phải trò thi ăn nhanh không hả thầy? Đúng là mít mật. Trò leo núi phải không thầy? Lần này á, con nhất định sẽ không chủ quan nữa đâu. Trò kéo co phải không thầy? Hồng Xiêm đoán đúng rồi. Mình lại thua nó à? Sao nó lại biết nhỉ? Sao cậu đoán hay thế? Thì tớ thấy cuộn dây thừng thầy để đằng kia kìa. Cậu có óc quan sát thật đấy. Lớp sẽ chia thành hai đội, đội nào thắng sẽ được thưởng xoài. Xoài chín cây nhà thầy là ngon hết nước chấm đấy. Úi, xoài nhà tớ đầy, ăn chán rồi. Giải thưởng quan trọng gì, vui là chính mà xoài. Tớ chọn mít mật, cậu về đội với tớ đi. Thắng á, tớ cho ăn chè thỏa thích. Úi, nhận luôn, cậu chọn tớ là sáng suốt đấy.
Xoài khôn lỏi thật, chọn hết người khỏe về đội nó chứ. Dù có thế nào cũng không được buông dây mít mập nhá. Nhất định đội mình phải chiến thắng. Tưởng cậu không thích ăn xoài cơ mà. Không ăn xoài nhưng vẫn phải chiến thắng vì danh dự. Chứ ai như cậu lúc nào cũng chỉ ăn là giỏi. Danh với chẳng dự có ăn được đâu. Thôi tập trung đi, phải thắng đấy. Được rồi. 3, 2, 1, bắt đầu. Cố lên nào. Cố lên các cậu, đội bên kia khỏe hơn. Bọn mình phải có chiến thuật mới được. Nhớ nào, cậu nói nhanh đi. Tớ sắp không trụ nổi nữa rồi. Tớ đếm 1, 2, 3. Tất cả cùng nhả dây ra một chút. Bên kia lỡ đà là bên mình phải kéo hết sức nhá. Được. 1, 2, 3. Lại thua thằng Hùng Xiêm. Tại cậu ấy, to xác mà ngốc. Tại cậu ấy, cậu mà hô hào được cả đội nới nhả được như đội Hùng Xiêm á thì đã khác rồi. Với lại, chắc chưa có gì vào bụng nên tớ mới yếu thế đấy. Thôi, đi ăn chè đi. Chè gì mà chè, thua mà còn đòi ăn á, có mà ăn cám ý. Bít mật, cậu tìm cỏ gà làm gì? Hôm qua cậu đã thua tớ rồi mà, hôm nay có được chơi đâu. Thì tớ tìm cho vui thôi mà. Hồng Xiêm nói đúng đấy Mít Mật. Cậu làm gì có cửa thắng cậu ấy. Tớ thì may ra. Cậu cũng hơn gì tớ mà chê. Xì, ai bảo thế hả? Hôm nay á, để tớ phân thắng bại với Hồng Xiêm. Xem ai chọn cỏ gà giỏi hơn. Nhất định tớ sẽ thắng. Cậu cứ chống mắt lên mà xem. Thắng thua còn chưa biết được. Đánh 3 lần nhá. Ai thắng 2 lần sẽ là nhà vô địch chọi cỏ gà. Đồng ý, tớ thắng chắc. Thắng một ván rồi. Tớ thắng nhá. Còn ván cuối quyết định này, lần này tớ sẽ cho cậu biết tay. Chết này. Thắng rồi, tớ thắng rồi. Hoan hô, Hồng Xiêm thắng rồi. Gớm, thế mà xoài to mồm, quả quyết mình sẽ thắng cơ. Tớ không phục, chơi lại. Thôi thôi, hôm qua tớ thua có đòi chơi lại đâu. Đã thua rồi thì nhận đi, còn ra vẻ ta đây. Cay thật đấy, sao lúc nào mình cũng thua Hồng Xiêm đấy nhỉ. Chơi cỏ gà cũng thua. Sách của ai thế nhỉ? Sách của ai thì sau đó cũng phải thuộc về mình. Không thể để Hồng Xiêm cướp hết được. Vớ vẩn, tớ thấy trước. Cái gì cậu cũng thắng, lần này á thì đừng hòng nhá. Buông ra. Của tớ. Của tớ. Tớ nhìn thấy cuốn sách này trước. Vớ vẩn, tớ thấy trước. Tớ thấy trước. Sách này nếu không có ai nhận thì là của tớ. Còn lâu. Tớ thấy trước, là của tớ, buông ra. Ấy ấy, đừng răng nữa. Kéo qua kéo lại, lỡ rách mất thì làm thế nào. Để tớ cầm hộ cho, phân xử sau. Mở ra xem sách gì nào. Hình như là chuyện dân gian ấy, nhưng lạ lắm. Chuyện trong này tớ chưa đọc bao giờ. Đúng là sách lạ, phải mang về đọc mới được. Sách của cậu đâu mà đòi mang về. Sách này là của tớ, tớ nhìn thấy trước. Còn lâu, tớ nhìn thấy trước. Cậu có thích đọc sách đâu mà tranh. Tớ cứ mang về đấy. Sách lạ không ai có, tớ càng phải có. Rồi mang khoe cho đám trẻ trong làng sáng mắt ra. Sách rơi vào tay cậu chỉ có phí. Đừng hòng, của tớ. Nào nào, có chuyện gì mà cãi nhau óm tỏi thế hả? Để ta phân xử cho. Con chào thầy ạ. Con chào thầy ạ. Các trò đừng cãi nhau nữa. Nói xem có chuyện gì nào. Mít mật, đưa cuốn sách đây ta xem thử. Đúng là sách lạ, ta cũng chưa thấy bao giờ. Thầy ơi, nhờ thầy phân xử giúp con. Con nhìn thấy trước mà. Không phải, con thấy trước. Sách này là của con. Sách lạ thế này, mình chưa có. Nội dung rất hay, phải tìm cách chiếm lấy mới được. Hai trò đều nhận mình nhìn thấy trước. Ta không biết ai nói thật, ai nói dối. Giờ ta ra một câu đố mẹo. Hạn đến sáng mai, ai trả lời đúng thì sách là của người đó.
Vâng ạ, con đồng ý. Thầy cứ ra câu đố ạ. Con cũng đồng ý. Hai trò ngày mai phải đến nhà ta, nhưng không được đi bằng hai chân, không lăn, không bò, không được mặc quần áo, nhưng cũng không được ở chuồng, không được đi một mình, nhưng cũng không được đi với người khác, không được đói, cũng không được no bụng. Hả? Cái này... Câu đố khó thế, làm sao mà giải được? Không giải được thì khỏi cần lấy lại sách. Không đi bằng hai chân, không lăn, không bò à? Khó nhỉ? Không đi một mình, nhưng cũng không đi cùng người khác. Nghĩ không ra, đi ngủ, mai nghĩ tiếp. Thầy đổ ra câu đố khó thế, cha cũng chưa nghĩ ra. Cha, cố nghĩ giúp con đi, nếu không chẳng lấy được sách về, bực chết mất. Có mỗi quyển sách cũ thôi mà, hôm nào lên huyện, cha mua cho con mấy quyển, tha hồ mang khoe. Nhưng con không muốn suốt ngày thua Hồng Xiêm. Chắc gì thằng nhóc Hồng Xiêm đã giải được. Thôi, để cha cố nghĩ xem sao. Mãi không thấy đứa nào đến, chắc không giải được rồi. Sách này thuộc về mình, chứ còn gì nữa. Con chào thầy ạ. Ơ kìa, trò đi không như vậy là tự nhận thua à? Vâng ạ, con nghĩ cả đêm không ra, nên đến chờ thầy dạy bảo ạ. Biết điều là tốt, Hồng Xiêm chắc cũng không nghĩ ra đâu. Con chào thầy ạ. Cái này, cậu giải được câu đố à? Đúng vậy, thưa thầy, con không đi bằng hai chân, không lăn, không bò, mà cưỡi trâu. Con không mặc quần áo, nhưng cũng không ở chuồng, vì quần lá chuối che. Con không đi với người khác, nhưng cưỡi trâu, tức là cũng không đi một mình. Và con đã ăn nửa quả hồng xiêm, nên không đói bụng, cũng chẳng no ạ. Rồi ạ, đúng rồi, đơn giản thế mà mình nghĩ không ra. Phí quá, đúng là Hồng Xiêm thông minh thật. Mình phải cố rất nhiều nữa thì mới có thể so bì được với nó. Thưa thầy, thầy xem giải như vậy có đúng không ạ? Đúng, đúng, thông minh lắm. Vậy xin thầy cho con lấy quyển sách về ạ. Đây. Con cảm ơn thầy, chào thầy ạ. Ngày mai là sinh nhật mình. Năm ngoái lên tỉnh chơi cũng vui, nhưng không ăn thua vì nắng quá. Năm nay mình thích ăn sinh nhật ở nhà hơn. Xem nào, năm nay thì... Cuộc đời vẫn đẹp sao, xoài thì vẫn đẹp trai. Xong rồi, mỏi giã tay mới làm xong đống bài tập. Mệt quá, phải ngủ một lúc mới được. Không được, mình phải báo cho bọn Hồng Xiêm với Na với Mít Mật biết. Mai là sinh nhật mình chứ nhỉ, nhỡ bọn nó quên tặng quà thì sao? Nhất là thằng Mít Mật đấy. Ừ, đúng rồi, xong rồi. Cuối cùng cũng xong, ngôi nhà đẹp quá. Tớ tin là Xoài sẽ thích. Ôi giời ơi, đẹp thì đẹp, nhưng đau tay phải biết. Tay tớ xước hết rồi đây này. Giờ tớ mang về nhà tớ để, rồi mai mang tặng nhá. Ừ, được đấy Hồng Xiêm. Xoài. Các cậu đi đâu đấy? Bọn tớ... tớ có chuyện quan trọng muốn nói. Mà Hồng Xiêm cầm cái gì kia? Không có gì đâu. Dào ôi, giả vờ làm gì. Xoài nhìn thấy rồi thì mình đưa cho nó luôn. Mai chỉ việc đến nhà nó ăn thôi. Quà sinh nhật cậu này, bọn tớ làm đấy. Đây là... Cái này là quà của tớ á. Mít Mật vội vàng quá. Chúng tớ định mai sẽ tặng cậu, nhưng cậu nhìn thấy rồi thì nhận trước cho bọn tớ vui nhá. Chúc mừng sinh nhật Xoài. Đây là ngôi nhà bọn tớ tự làm đấy. Có cả tên cậu này. Nhìn đẹp không? Úi giời ơi, đẹp quá đi chứ lị. Tặng quà rồi, thế mai mấy giờ được đến ăn tiệc đấy? Để tớ nhịn ăn. Đây mà là quà, bé tí, sọc sạch, chẳng ra thể thống gì, không bằng mấy món đồ chơi cũ của mình. Cậu, các cậu định tặng tớ cái nhà quê mùa này à? Các cậu còn coi tớ là bạn nữa không hả? Mất công tặng quà thì phải tặng cho ra hồn chứ. Nhà tớ còn bao nhiêu đồ chơi đẹp gấp vạn lần cái này. Này,
cậu đừng có quá đáng. Tấm lòng của bọn tớ mà cậu dám vứt đi thế à? Có mà tấm lòng bé bằng hạt cát. Xoài ơi, bọn tớ biết nhà cậu chẳng thiếu thứ gì, nên bọn tớ muốn tự tay làm một món đồ cho cậu. Sao cậu nỡ? Nỡ cái gì? Tóm lại là tớ không thích quà này, tặng quà khác cho tớ đi. Cậu đúng là đồ bẩn tính, còn hay đòi hỏi. Thích thì đưa tiền đây tớ mua quà cho. Đâu? Sao cậu dám? Có muốn cha tớ xử cậu không? Thạch đây, mẹ tớ chấp ba cha cậu nhá. Mà có giỏi thì đánh nhau với tớ đây này. Đây, đánh đi. Cậu Thôi thôi, hai cậu đừng to tiếng nữa. Thế giờ Xoài muốn quà gì? Quà á? Quà cái con khỉ, kệ nó. Mít mật, thôi đi mà. Dẹp thì dẹp, chẳng cần. Tớ cũng đếch muốn chơi với các cậu nữa. Ngày mai đừng sang nhà tớ ăn tiệc. Hôm nay Xoài đã cắt đứt tình cảm bạn bè của chúng mình. Viết nhăng viết cuội, đúng là dở hơi. Từ giờ á, đừng gọi tớ là bạn nữa. Có mấy đứa bạn nhà nghèo thật là chán. Quà sinh nhật gì mà quê mùa. Đã thế, mai mình bảo cha mình mời thêm con cụ Bá, cụ Quyền đến. Kiểu gì mấy chúng nó cũng tặng mình quà to. Cha ơi, mẹ ơi. Sao không thấy gì nhỉ? Xoài con, cha mẹ đi lên tỉnh mùng 2 về. Cha cho con 3 đồng để dưới gối tiêu tạ. Cha mẹ không nhớ sinh nhật mình, họ bỏ lại mình rồi. Tiền thì giải quyết được cái gì cơ chứ? Không biết bọn Hồng Xiêm, Na với Mít Mật chơi đâu rồi nhỉ? Mọi hôm hay chơi ở đây mà. Hay là mình đi tìm. Không, hôm qua mình đã. Xoài ơi, sao ngốc thế hả Xoài? Hồng Xiêm ơi, Na ơi, Mít Mật ơi, các cậu ở đâu? Cứu với, cứu tôi với. Tiếng gì như tiếng Mít Mật ấy nhỉ? Có ai ở đó không? Cứu chúng cháu với. Tiếng Hồng Xiêm. Tớ đây, các cậu ở đâu thế? Tớ Xoài đây. Viên Đá. Mẹ ơi cứu con. Mẹ ơi, con không muốn chết ở đây đâu. Chỗ này ít người qua lại, chỉ có bọn mình và Xoài hay ra đi chơi. Tớ e là... Mà tớ nghe thấy giọng Xoài đấy. Hay là tớ bị ảo giác nhỉ? Tầm này con Xoài với riêng gì nữa. Ngờ nó chắc đang vui vẻ đón sinh nhật rồi, chứ thiết tha gì mấy đứa bạn này đâu. Các cậu đây rồi. Sao mà rơi xuống đây? Ôi kìa, Xoài đây rồi, may quá. Đấy, tớ đã bảo tai tớ thính lắm mà. Xoài thật này, thiềng thế. Xoài ơi, cậu mau gọi người lớn cứu bọn tớ với. Về tớ kể sau, chứ Mít Mật nó khóc sắp ngất ra đây rồi. Tớ cũng sắp vãi cả ra quần rồi đây này. Các cậu chịu khó, đợi tớ một tí nhá. Có ai không? Cô bác ơi, cứu bạn cháu với. Cứu bạn cháu với. Có ai không? May quá, cảm ơn Xoài nhá. Các cậu không sao là tốt rồi. Tớ có chuyện này. Chân cậu chảy máu kìa. Không sao, nãy tớ vấp phải cục đá ấy mà. Cậu có đau lắm không? Cảm ơn cậu nhá. Không, tớ không đau ở chân, mà đau ở đây này. Chính tớ mới phải cảm ơn các cậu. Tớ xin lỗi vì đã làm hỏng ngôi nhà của các cậu. Thôi, không sao cả, chúng tớ không giận Xoài nữa đâu. Nhìn chân cậu như kia, tớ cũng hết giận cậu rồi. Hôm nay Xoài đã cứu chúng mình. Tại sao hôm qua tớ vứt món quà sinh nhật đi, cậu lại viết lên cát? Còn bây giờ, cậu lại khắc lên tảng đá. Tớ có đọc ở đâu đó câu nói: khi ai đó làm chúng ta tổn thương, chúng ta nên viết điều đó lên trên cát. Cơn gió sẽ cuốn bay đi nỗi trách hờn. Còn khi chúng ta nhận được điều tốt đẹp từ người khác, cần phải khắc ghi điều ấy lên đá, nơi không có cơn gió nào có thể cuốn bay đi. Tớ xin lỗi các cậu,
Tớ thật là... Giờ tớ mới hiểu ra, quà to hay nhỏ, đắt tiền hay giản dị, cũng không đáng giá được bằng tình bạn. Thôi, không sao, cậu hiểu được là tốt rồi. Bọn mình đi ăn chè đi. Tớ mời. Hoan hô, có thế chứ.